Kính thưa quý vị, đội tuyển Nhật thắng giải vô địch ném banh trứng cấp thế giới, tin từ Ken Anh Quốc. Nhiều đội tuyển đầy hăng hái đã tập trung với nhau để tranh tài trong cuộc thi ném bánh trứng vô địch thế giới vào ngày thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 tại Cockpit tại Ken. 17 nhóm thi đấu của Anh Quốc và một nhóm của Nhật đã tham dự cuộc tranh tài đầy hỗn độn này cùng tranh chiếc cúp vô địch thế giới. Một vài nhóm đó ăn mặc trong trang phục, có những tiên nữ. Một số khác mặc trang phục như các siêu anh hùng để có được tinh thần thật cao cùng tranh cúp. Những thành viên của nhóm thi đấu có tên là Private on Parade đã nói trước giờ thi đấu rằng họ có chiến thuật tốt, có ngụy trang tốt và nếu họ có thua thì cũng không có gì phải buồn. Nhóm thi đấu từ Nhật với tên gọi là ITTEQ đã đi đến nửa kia của quả địa cầu để đọ tài cùng các đối thủ của mình để một lần nếm được mùi vinh quang. Họ cho biết rằng mình đã phải đi một quãng đường rất xa cho nên họ quyết tâm chiến thắng và họ chắc chắn sẽ thắng. Cuộc chơi của cuộc thi rất đơn giản, mỗi đội có 4 thành viên ăn mặc các trang phục lộng lẫy. Những đội này sẽ đứng bên cạnh một chiếc bàn và ném banh vào đối thủ đứng cách họ 3 mét. Một cú ném trúng ngay vào mặt sẽ được 6 điểm, trúng vào ngực sẽ được 5 điểm, trúng vào tay sẽ được 3 điểm và ném hụt 3 lần sẽ bị trừ điểm. Cuộc thi này đã có từ năm 1967 và trong năm ngoái có Canada, Phần Lan và Đức cùng tham gia. Đội tuyển Nhật đã nâng được cúp vô địch của năm nay sau một trận chiến oanh liệt chống lại nhóm The Fairy Cakes cùng tiếng vỗ tay tán thưởng rầm rộ của đám đông.